Sáng mùng 2 thức dậy sớm, chụp vài kiểu ảnh và mời các bạn xem vlog. Mình sẽ chạy mô tô, mời các bạn xem đường phố sáng mùng 2 Tết tại khu vực trung tâm Phú Mỹ Hưng. Đường phố rất là vắng vẻ, mới 7 giờ sáng thôi. Hôm nay trời nắng rất là đẹp, trong xanh, bầu trời ngày Tết. Các nhà máy đóng cửa nên khí hậu rất là tuyệt vời cho chúng ta. Cảm giác đi mô tô trên những cung đường ngày Tết rất là vắng vẻ, một không khí rất là khác lạ so với ngày thường. Khởi đầu một năm mới, mình cũng xin chúc tới các bạn dừng xe xem vlog có một năm tuyệt vời, du xuân vui vẻ, bạn sự như ý, gặp nhiều điều may, cùng khởi hành du xuân cùng mình nhé. Đây là tuyến đường ngay trước Erathouse, đường 15B, đi ra Nguyễn Lương Bằng nè, khu vực trước chợ Phước Long, hai bên cây xanh khá là đẹp mắt. Đây là mô tô vlog mình vừa chạy xe vừa nói chuyện, ngắm phố phường. Mình sẽ đi uống cà phê sáng qua bên khu vực Phú Mỹ Hưng, dạo quanh phố phường ngày Tết cho cả nhà cùng xem nhé. Bầu trời rất là trong xanh cả nhà ơi, 7 giờ sáng quá đẹp luôn. Sáng mùng 2, đường phố rất là thưa thớt, vắng bóng người, cảm giác đi hít thở không khí trong lành trong môi trường như vậy rất là tuyệt vời. Mình rất thích chạy mô tô nên sáng mùng 2 Tết đi sớm uống cà phê ăn sáng và quay vlog cho cả nhà cùng xem nhé. Năm nay Covid nên cũng hạn chế đi xa, đi loanh quanh thành phố, khu vắng vẻ thôi, không có tập trung nơi đông người. Tin rất là vui, trong ngày mùng 1 Tết Sài Gòn không có thêm ca nào nên cũng bớt lo lắng, mọi người cũng du xuân chúc Tết gia đình bạn bè trong yên vui. Chúng mình cũng ra đường Hoàng Quốc Việt đó. Đó, mình đi qua khu này là Nguyễn Lương Bằng, thẳng qua là khu Phú Mỹ Hưng nha. Ở đây có những cái cung đường rất là đẹp mắt, quay vlog rất là tuyệt vời cho cả nhà cùng xem. Khu đô thị sẽ đáng sống hiện đại bậc nhất của Việt Nam hiện nay. Đây, tuyến đường vắng bóng người với hàng cây hai bên rợp bóng mát cho chúng ta cảm xúc rất là lâng lâng khó tả trong ngày đầu xuân mới với ánh nắng tràn đầy năng lượng, những năng lượng tích cực cho một khởi đầu năm mới tốt đẹp. Đây là tuyến đường ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng này cả nhà. Cái cung đường rất là tuyệt vời cho chúng ta chạy mô tô, đi du lịch khám phá dã ngoại. Tuyến đường này phải nói là tuyệt vời, không thua gì ở bên Mỹ nha cả nhà. Đây trung tâm Phú Mỹ Hưng, mình vừa ăn sáng uống cà phê xong, bây giờ đi qua chợ Tân Mỹ mua một ít đồ heo quay về cúng, nên cũng quay vlog cho cả nhà cùng xem. Đây là tuyến đường Nguyễn Văn Linh nha, chuẩn bị đi qua hướng Rexamon đó cả nhà, và quay trái qua chợ Tân Mỹ. Thôi, nhân dịp đầu năm mới mình chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, vui xuân trong niềm hân hoan chào đón năm mới nha. Mình dừng ở đây để các bạn nghe âm nhạc và thưởng thức những hình ảnh mình quay. Các bạn thấy video hữu ích thì like, subscribe kênh để mình có động lực làm những vlog tiếp theo. Hẹn gặp lại video lần sau.